Chào với bà con đã trở lại kênh Kỹ thuật cây trồng. Thì hôm nay kênh Kỹ thuật cây trồng tiếp tục làm chủ đề là khắc phục cái tình trạng mà cái mít nó bị sốc nước sau khi mà một thời gian nó nắng lâu dài, bắt đầu nó có những cái cơn mưa trái mùa. Thì như trên hình với bà con đấy là cái mít này nó bị héo, thì sau đó quý bà con là cũng liên hệ với kênh Kỹ thuật cây trồng để là tìm hiểu cái nguyên nhân cũng như là cái biện pháp khắc phục. Thì ở đây là đa số những cây héo là những cây tươi, những cây tốt, những cây lá rất là xanh, to, dày và đang ra đọt non. Thì sau khi mà kênh kỹ thuật cây trồng tư vấn cho quý bà con là chúng ta sử dụng cái vo đá để chúng ta phi, sau đó chúng ta giải đều mặt liếc, sau đó chúng ta xả nhẹ để cắt nước và trung hòa cái đạm cũng như là sát nấm sát khuẩn ở trong cái bộ phận của cây. Thì sang tầm khoảng 2 đến 3 ngày sau thì bắt đầu cái cây nó tỉnh lại nha quý bà con. Đây là một số hình ảnh thực tế của chủ vườn đã chuyển đến kênh kỹ thuật cây trồng. Nhưng mà ở đây nó lại phát sinh thì một vấn đề là gì? Những cái lá bên trong thân nó lại đỏ, đặc biệt là những lá già. Thì đây là gì? Đây là một trong những cái hiện tượng mà bị sốc nước. Thì cái chủ đề hôm trước kênh kỹ thuật cây trồng cũng chia sẻ với bà con, đó là anh chủ vườn đó thì đang khô, cái bắt đầu ảnh thay nước ra, bắt đầu ảnh đưa nước vô, ảnh đưa nước vô, bắt đầu đưa nước hơi cao, những cái cây mà ở trên cái bờ bao á là nó bị toàn bộ nó bị vàng, nó rụng lá hết, nhưng mà những cái cây phía dưới là nó không sao, tại vì nó đã quen cái mực nước đó rồi. Những cái cây ở trên bờ bao nó ăn sâu xuống á, thì bắt đầu mình đưa nước vô cao quá, bắt đầu nó không chịu nước, nó không chịu nước, bắt đầu nó tức cái mình hoặc là nó bị sốc, nó rụng. Thì đây là một số cái hình ảnh của bà con đã chuyển đến kênh kỹ thuật cây trồng vừa qua. Như bà con thấy là cái lá già của nó bị vàng, nó bị vàng, nó rụng nè. Thì nó rụng như thế này á, nếu mà cái trường hợp mà thí dụ như với bà con đi, cái này nó đã bị táp nắng rồi bà con, thì sau khi mà cây nó tỉnh lại đó, nó tỉnh lại rồi, nó bị sốc rồi, nó bị mất nước rồi, thêm một phần nữa là nó bị nắng nữa đó, thì nên là cái cây giá lá nó bị vàng, bị cháy, và những cái lá bên trong nè, những cái lá bên trong này á, những cái lá bên trong này nè là nó sốc rồi, sau đó nó vàng, nó rụng. Ví dụ như nó rụng một phần lá bên trong này nè, thì nói chung nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cây, nhưng mà chỉ sợ là, ví dụ con biết không, chỉ sợ là nó rụng trụi như thế này nè, nó rụng trụi như thế này, thì tình trạng như thế này, ví dụ con hỏi là chúng ta có còn cứu được cây không. Thì kính thưa bà con, có trường hợp cứu được, có trường hợp không. Ví dụ như trường hợp này là nó tương đối là nặng nè, thì cái này á, thì chúng ta thí dụ như đợi sau một khoảng thời gian nữa, cái lúc này á là ở đây quý bà con hỏi có phun hoặc tưới gì không. Nếu mà quý bà con có xử lý vo rồi thì quý bà con không cần phải phun phải tưới gì hết. Bây giờ chỉ nhiệm vụ chúng ta chỉ ngồi đợi thôi, đợi làm gì, đợi nghe những cái này là những cái lá này nó rụng hết, sau này những cái cây này nó có ra được cái đọt non mới không. Ví dụ như nó ra được đọt non mới thì chúng ta dưỡng lại, còn không mà nó khô nè, nó khô từ ở ngoài nhà nhánh cành, nó khô vô trong, nó khô vô trong nữa, nó khô vô trong nữa, là bắt đầu chúng ta nên đốn bỏ cây này. Còn như trường hợp cây này nè, trường hợp cây này là nó rụng như thế này, là tới đây là nó ngưng rồi nè, nó như 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 trường nhưng như trên hình của con thấy không, trường hợp như cây này là có thể cứu được nè. Còn cây này thì đang trong thời gian kênh kỹ thuật cây trồng của như bà con đang quan sát, nhưng mà theo kênh kỹ thuật cây trồng là khả năng phục hồi nó vẫn có, nhưng mà nó rất chậm. Ở đây trường hợp này quý bà con hỏi là chúng ta có nên cắt đọt không, thì kính thưa quý bà con, nếu mà cái đọt non á, nếu mà cái đọt non á, thì chúng ta cái chớp non ở trên này nè, cái chớp non ở trên này nè, mà chúng ta có thể cắt bỏ để hạn chế một phần nào đó thất thoát nước cho cây trồng. Rồi cái nữa là nhắc đến cái vấn đề là thất thoát nước đó, thì quý bà con hỏi kênh kỹ thuật cây trồng là có nên tưới nước không, và khi nào là tưới. Thì ở đây kênh kỹ thuật cây trồng cũng lấy một cái vườn thí điểm demo cho quý bà con nha, quý bà con, để chúng ta tùy theo cái vườn chúng ta mà chúng ta nên là tưới nước hay không. Thì như trên đường quý bà con thấy nè, thì lúc nào cũng vậy, ở trong cái phần thân của nó, ở trong cái gần cái gốc này nè, là nó sẽ còn những cái lá ví dụ như nếu mà có rụng đi thì nó vẫn còn nằm đây, và cái độ ẩm nó vẫn còn, hoặc là trong những như như cái này là cái phần bên trong gốc, lúc nào nó mặc dù nó khô nhẹ nhưng mà nó vẫn còn độ ẩm. Nếu quý bà con tưới vô mà vô tình chúng ta cung cấp một lượng nước nó tương đối vừa và đủ, là tiếp tục cái những cái cành trên này nó bị vàng nữa. Thì cái biện pháp tưới như thế nào, thì như từ cái vòng tròn này nè, từ cái vòng tròn này là theo cái tán cây này chúng ta không nên tưới, hạn chế tưới. Ví dụ như trường hợp bà con thấy nó khô quá quá khô đi, khô nước đất đi, chúng ta sạc nhẹ ngang cái rồi sau đó chúng ta ngưng, hoặc đặc biệt là chúng ta tưới bên cái vòng này nè, tưới bên ngoài để làm gì, để cho nó cân bằng cái lượng nước. Tại sao cái cây đang sốc nước tự nhiên bắt đầu đang quá khô bắt đầu đưa nước vô sốc, bắt đầu rụng rụng xong, bắt đầu chúng ta nói thôi sợ nước quá chúng ta cắt nước luôn, là bắt đầu từ khô sang ướt, từ ướt sang khô, ba
ba cái giai đoạn này là nó diễn ra trong một thời gian rất ngắn nên cây trồng nó rất là nó không chịu nổi, thì chính vì vậy cây nó si lại càng thêm si. Thì đây với bà con tứ á, thì chúng ta có thể tứ bên ngoài đây nè, bên ngoài cái này chúng ta tứ nhẹ thôi, chúng ta tứ nhẹ. Thời gian tứ là khi nào? Ở đây kênh kỹ thuật cây trồng cũng xin chia sẻ với bà con thời gian tứ là chúng ta tứ tầm khoảng 8 8 giờ sáng là giai đoạn này là thích hợp nhất. Tại vì 8 giờ sáng lúc này á là cái lượng nước mà mùi sương hoặc là cái lượng nước ở trong không khí nó cũng vừa đủ, nó vừa đủ để bóc, có nghĩa là nó vừa đủ để khô đó. Thì như vậy chúng ta có thể xác định là lượng nước tưới bao nhiêu là vừa là đủ. Nhưng mà ở đây kênh kỹ thuật cây trồng cũng xin chia sẻ với bà con là chúng ta nên tưới nhẹ để làm gì? Để cho cân bằng cái độ ẩm nè. Thì tại sao chúng ta nên tưới lúc 8 hoặc 8 giờ hoặc là 9 giờ lúc này á, thì sau khi mà nắng lên nó bắt đầu cái sương hoặc là cái đất nó chúng ta nó khô cái lớp sương rồi đó, thì chúng ta xác định được cái liều lượng nước tưới như thế nào cho nó hợp lý, làm sao cho nó cân bằng, nó đủ ẩm để coi như là đủ ẩm để nó giữ lớp mặt này nè. Ngoài ra nó còn hạ cái nhiệt độ nữa, các con, cái nhiệt độ ở trong ở đây nè, nó hạ, một là hạ nhiệt độ đất, hai là nó hạ cái nhiệt độ không khí xuống, là làm cho cái cây chúng ta có thể tạm thời là nó giảm, nó có nghĩa là nó giảm sốc đó. Thì đó là một số lưu ý xin chia sẻ với bà con. Thì quý bà con hỏi là chúng ta sau khi mà chúng ta giải vôi rồi một tuần lễ sau chúng ta phục hồi cây như thế nào, thì ở đây kính mời quý bà con chúng ta tiếp tục theo dõi kênh kỹ thuật cây trồng để kênh kỹ thuật cây trồng chia sẻ cái biện pháp mà sau khi mà chúng ta đã phục hồi cái cây, cơ bản là nó tỉnh rồi đó, là có nghĩa là nó ngưng ngủ rồi đó, nó ngừng ngủ ngày rồi hoặc là ngừng héo rũ rồi, thì phía bên sau sẽ có những cái biện pháp làm sao để có nghĩa là để cân đối lại cái dinh dưỡng ở trong cái cây, làm cho cây cứng cáp, tăng cường cái sức chống chịu, rồi sau đó giai đoạn chúng ta sẽ là gọi là phục hồi cái cây. Thì cũng xin kính mời với bà con là chúng ta xem lại một cái đoạn clip anh chủ vườn ảnh chia sẻ trước rồi trong và sau khi xử lý rồi. Kính mời bà con chúng ta cùng đón xem. Đây, cái lá đọt nó còn hơi rủ rủ nè anh. Đó. Đây. À, nó còn hơi rủ nè. Không, giờ nó vàng lại, vàng dưới chân vàng lên luôn nè. Đó. Lá đọt nó rủ. Đây, cây kế bên cũng vậy luôn. Đây, cây này cũng vậy. À, bắt đầu vàng cái lá chân ở trong rồi nè. Không, đó. Cây này thì cái lá đọt nó hôm qua nó rủ mà bữa nay giờ này nó tươi lại rồi nè. Tỉnh lại nè. Hôm qua là cái lá đọt này nó cũng rủ xuống luôn nè. Lá đọt, mấy lá đọt này, cây mấy cây đọt ở trên là nó cũng rủ xuống luôn hết. Này cũng y vậy luôn. Cái lá chân bắt đầu nó vàng, cái nó rụng mà. Đó. Cái này cái lá đọt này nó cũng tươi tươi lại nè, hôm qua thì nó cũng rủ xuống luôn. Cũng y vậy, cũng giống cái tình trạng như vậy. Và cây bên đây cũng vậy nè. Đó, cái lá trồng thân nó bắt đầu vàng rụng quá trời luôn. À, bữa trước hai bữa cách nay hai bữa em cũng mới xử lý vôi nè. Đó. Không, chiều lại là bắt đầu là mấy cái lá đọt này là tỉnh hết nè. Buổi trưa thì nó rủ xuống. Đây. Đó, nguyên cái vàng này là bị hết luôn á.
Tươi vàng này là cùng chung một tình trạng nè. Đó,